Đó, đi lại không? Đầu lao, em đéo cái gì lên đỏ lên rồi chưa? Dây nó mới lại, rồi nó chảy hết, sao nó lại được? Cái này nếu ăn cơm sườn, cơm sườn hả? Ăn cơm hả? Cơm quỷ dân cừ hả? Ờ, phần mắc 180 một dĩa. Phần mắc lắm á. 180 hả? Vậy cái đó ra được mấy dĩa sườn? Cái đó là khoảng cỡ chục dĩa. Trụ dụng má chục dĩa chứ mấy dĩa. Cứ một cái cắt là một dĩa.